cho A cộng B bằng 6 căn AB với AB là những cái số chướng, bây giờ tìm A trên B. Thì để có A trên B, bây giờ ta chia hai về cho B. Đấy, thì được cái gì? Thì đây ta sẽ có này, A chia cho B này, B chia B là 1 này, bằng này 6 căn AB trên B. Đấy. Để A trên B cộng 1 chuyển đáng trừ 6 này, căn AB tức là căn của AB trên BB bằng 0. Đấy. Thì lúc này ta sẽ có A trên B cộng 1 trừ đi 6. Đấy. B rồi còn cho B là căn A trên B bằng 0. Đấy. Ta đặt T bằng căn A trên B lớn 0. Thì lúc này đây sẽ là T bình phương trừ 6 T cộng 1 bằng 0. Đấy. Rồi tính delta phẩy là 9 trừ đi AC 1 nhân 1 là bằng 8. Và nghiệm là 3 cộng căn 8 trên A thì là trên 1 và trừ này các bạn 2029. Vậy đây sẽ là 3 cộng căn 8 là 3 cộng căn 2. 2 căn 2. Và 3 trừ đi 2 căn 2. Vậy ở đây có hai trường hợp các bạn nhé. Vậy A trên B ở đây. Với T là bằng 3 cộng với 2 căn 2. Thì căn A trên B. T là bằng căn A trên B nha. Nó bằng chứng 3. 3 cộng với 2 căn 2. Vậy từ đây suy ra A trên B là bằng 3 cộng 2 căn 2 bình phương là bằng 9 cộng với 8 cộng 12 căn 2. Cái này sẽ bằng 17 cộng 12 căn 2. 23 là 6, 6 nhân 22 rồi. Ok. Trường hợp thứ hai là T bằng 3 trừ 2 căn 2. Cái này là A trên B. Đấy. Vậy A trên B là bằng 17 trừ đi 12 căn 2. Đấy. Vậy chung quy lại ta sẽ có là A trên B là bằng 17 cộng trừ 12 căn 2. Các bạn nhé. Chín cộng tám là 17 cộng với 23 là 6, 6 nhân 2 là 12 căn 2 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy video này bổ ích thì hãy đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo.